Hầu hết, chúng ta đều không thích việc tích tụ mỡ thừa ở những vùng nhạy cảm trên cơ thể, đặc biệt là vùng lưng. Bên cạnh việc thâm hụt calo tổng thể sẽ giúp bạn giảm mỡ toàn thân cũng như là mỡ lưng, thì chúng ta cùng có các cách hỗ trợ khác để tối ưu việc giảm mỡ và giúp phần lưng của bạn săn chắc và thon gọn hơn. Cụ thể như thế nào, xem hết video này bạn sẽ biết nhé. Nguyên nhân nào gây ra mỡ lưng? Mỡ lưng tích tụ chậm dần theo thời gian, các nguyên nhân hình thành mỡ lưng bao gồm: ăn quá nhiều calo, lối sống lười vận động, ăn quá nhiều đường hoặc muối có thể góp phần gây viêm trong cơ thể, quá trình lão hóa tự nhiên. Điều quan trọng cần lưu ý, di truyền là yếu tố chính dẫn đến việc mỡ thừa tăng lên trên cơ thể. Được phân bố ở đâu? Ở vùng lưng, bụng hay đùi, vân vân. Hơn nữa, việc ít sử dụng cơ lưng trong đời sống có thể góp phần làm mất sức mạnh và độ săn chắc, vì không giống như những cơ ở phía trước của cơ thể, các cơ ở phần lưng của bạn có thể bị bỏ qua trừ khi bạn tăng cường vận động một cách có ý thức với chúng. Sự thật về giảm mỡ tại một điểm. Bạn không thể giảm mỡ cơ thể tại một chỗ cố định. Bạn không thể dựa vào sự chủ quan cảm tính và nghĩ rằng tập bụng sẽ giảm mỡ bụng, tập lưng sẽ giảm mỡ lưng. Việc này không xảy ra, hoặc lạc quan hơn có thể nói, nó chỉ xảy ra ở một số rất ít người có các yếu tố di truyền cực kỳ hỗ trợ cho việc giảm mỡ tại một vùng cụ thể. Vì khi bạn tập luyện với cường độ cao hoặc trong thời gian dài, cơ thể sẽ phân hủy chất béo tích tụ thành glycerol và các axit béo tự do. Những chất này đi vào máu của bạn và hoạt động như nhiên liệu để cơ thể tiếp tục tập luyện. Vì vậy, thay vì tập trung vào các khu vực cụ thể, bạn nên tìm cách giảm mỡ toàn thân, đó là một cách giảm mỡ an toàn và bền vững. Xem xét chế độ ăn uống của bạn. Trước khi bạn điên cuồng thực hiện bất kỳ bài tập được gắn mác làm giảm mỡ lưng trên YouTube, thì bạn cần phải kiểm tra chế độ ăn uống của mình. Theo Hiệp hội Tim Mạch Hoa Kỳ, AHA, 98% những người có thể giảm cân và loại bỏ mỡ thừa đã thay đổi thói quen ăn uống của họ. Ăn một chế độ ăn giàu chất xơ, ít natri có thể giúp bạn cắt giảm mỡ thừa và trọng lượng nước mà cơ thể có thể tích trữ ở vùng lưng. Cách dễ nhất để tạo ra sự thâm hụt calo là cắt giảm các loại thực phẩm có nhiều calo nhưng giá trị dinh dưỡng thấp. Hạn chế đồ uống có đường, ngũ cốc đã qua chế biến và thực phẩm có nhiều chất bảo quản nhân tạo. Cụ thể, một số loại thực phẩm thân thiện với việc giảm cân nhất bao gồm bơ, trứng, các loại đậu, thịt, cá, sữa, các loại rau lá xanh, cá hồi, cá ngừ, thịt bò, thịt gà, vân vân. Điều lưu ý là nên chọn các loại thực phẩm góp phần tạo cảm giác no và kiểm soát lượng đường trong máu. Không nên dựa vào bất kỳ một loại thực phẩm nào để giảm béo. Vì việc giảm béo là sự kết hợp của chế độ ăn, ngủ, tập thể dục, lối sống và căng thẳng cùng nhiều yếu tố khác. Bạn có thể tham khảo thêm các video này, nó sẽ giúp ích cho việc giảm cân giảm mỡ của bạn. Tăng mức độ hoạt động. Khi chế độ ăn của bạn đã được kiểm soát, hãy chuyển sự chú ý sang các hoạt động hàng ngày của bạn. Để loại bỏ mỡ lưng, một trong những điều quan trọng là bạn phải có một lượng bài tập thích hợp mỗi ngày. Vì cơ bản, nếu bạn muốn giảm cân, bạn cần đốt cháy nhiều calo hơn thông qua tập thể dục và chế độ ăn kiêng. Bạn có thể tập các bài như đi bộ nhanh, đi xe đạp, hoặc sử dụng máy tập trong phòng gym. Ngoài ra, bạn cũng có thể tập bơi nước rút, tham gia các lớp thể dục, chạy bộ hoặc chạy nước rút, chơi các môn thể thao, vân vân. Gia tăng cơ bắp là điều quan trọng. Hãy nhớ rằng, việc kết hợp rèn luyện sức mạnh vào bài tập của bạn cũng quan trọng không kém, nếu bạn muốn làm săn chắc lưng của mình. Do những người tập luyện sức mạnh thường xuyên sẽ giảm mỡ toàn thân. Vì vậy, nó có thể có lợi cho những người muốn loại bỏ mỡ vùng lưng. Để khai thác những lợi ích đốt cháy chất béo này, bạn nên thực hiện các bài tập rèn luyện kháng lực nhắm vào các nhóm cơ chính ít nhất 2 lần mỗi tuần. Các bài tập sức mạnh nên được thực hiện ở cường độ vừa phải hoặc cao hơn và có thể kết hợp tạ đơn, dây kháng lực hoặc máy tập gym.
Bạn cũng có thể thực hiện các bài tập trọng lượng cơ thể như chống đẩy, kéo xà, squat. Một, resistance band pull down. Giữ ở phần giữa của băng kháng lực bằng cả hai tay. Gập khuỷu tay và kéo hai tay ra khi bạn kéo dây về phía ngực. Đưa tay cầm trở lại vị trí bắt đầu và tiếp tục. Nếu ở trong phòng tập thì bạn có thể thực hiện bài lat pull down cũng rất ok. 2. Reverse fly. Đứng với hai chân rộng bằng vai, giữ tạ ở hai bên. Di chuyển xương chậu của bạn ra sau và đưa ngực về phía trước, ngực của bạn song song với sàn. Đảm bảo cơ thể ổn định chắc chắn, lưng thẳng và đầu gối hơi cong. Thở ra và nâng cao cánh tay của bạn sang hai bên, đồng thời ép chặt hai bả vai vào nhau. Đảm bảo bạn không gập chúng về phía tai. Hít vào và hạ cánh tay trở lại vị trí ban đầu. 3. Back extension. Nằm ngửa và đưa hai tay lên thái dương, chống khuỷu tay sang hai bên. Tập trung vào cơ mông và cơ lưng, nâng vai và ngực, chân lên khỏi sàn, ép chặt hai xương bả vai vào nhau. Từ từ hạ lưng xuống, vị trí bắt đầu. Nếu bạn có thể, khi nâng người lên khỏi sàn, thì giữ nguyên tư thế trong vài giây, nó sẽ khiến bài tập khó hơn. Ngoài ra, nếu không thích tập bài này, bạn cũng có thể tập bài Superman. 4. Side plank variation. Bắt đầu với tư thế nằm nghiêng, với khuỷu tay dưới vai, bàn chân và đầu gối xếp chồng lên nhau. Nâng hông của bạn lên, tạo thành một tấm ván, duỗi thẳng cánh tay còn lại của bạn về phía trần nhà. Sau đó, đưa cánh tay còn lại xuống và luồn qua khoảng trống bên dưới cơ thể, trong khi xoay vai và hông xuống sàn. 5. Speedback. Đứng giơ cao nắm đấm trong tư thế đối kháng. Chân đặt rộng bằng hông, một chân hơi đặt trước chân kia và hai tay nắm đấm gần hàm. Với các đốt ngón tay hướng ra ngoài, nhắm đấm vào túi nhiều lần nhất. Nếu bạn không có túi đấm thì bạn có thể tưởng tượng ra cũng được. Ngoài những bài tập ở trên, chúng ta còn có rất nhiều các bài tập lưng khác, bạn có thể lên mạng để tham khảo thêm. Tóm lại, việc chỉ tập trung vào vùng lưng để giảm mỡ là không khả thi. Tuy nhiên, bằng việc thực hiện các bài tập tập trung vào lưng, cùng với chế độ ăn uống lành mạnh và cắt giảm calo, bạn có thể làm săn chắc phần lưng của mình. Mình biết những thứ trong video này, nó rất đơn giản và cơ bản, nhưng bí quyết chỉ có vậy. Việc của bạn là làm theo để có kết quả thôi. Ok, mong rằng bạn đã có thêm được các thông tin hữu ích. Xin chào và hẹn gặp lại ở video sau, nhớ like và đăng ký kênh giúp mình nhé.